chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Thông tin kết nối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Thưa quý vị, Ngân hàng Thế giới cho biết 11 quốc gia đã cam kết đóng góp hơn 14 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ cơ quan này giải quyết các thách thức toàn cầu khác. Đây là đợt tăng vốn lớn nhất cho Ngân hàng Thế giới kể từ khi Mỹ và các cổ đông khác mở rộng sứ mệnh của ngân hàng ra ngoài vấn đề chống đói nghèo vào năm 2022. Các khoản đóng góp tự nguyện đã được công bố tại hội nghị mùa xuân của Ngân hàng Thế giới WB và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF ở Washington, Mỹ. 11 quốc gia, trong đó có Mỹ, Đức và Nhật Bản đã cam kết đóng góp 11 tỷ đô la Mỹ cho ba công cụ cho vay của WB. Qua đó sẽ giúp tăng nguồn lực cho vay của tổ chức này lên tới 70 tỷ đô la Mỹ trong 10 năm tới. Tuyên bố của WB cho biết việc này sẽ giúp WB gánh vác nhiều hơn trong nỗ lực giải quyết các thách thức chung toàn cầu. Giám đốc tài chính của WB cho biết ngân hàng sẽ chỉ tài trợ cho các dự án mang lại lợi ích xuyên quốc gia, chẳng hạn như giảm phát thải khí nhà kính hoặc ngăn ngừa đại dịch. Trong khi đó, Chủ tịch WB khẳng định các khoản đóng góp mới thể hiện cam kết chung trong nỗ lực thúc đẩy phát triển trên toàn cầu. Theo ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Nam, vụ đông xuân năm nay toàn tỉnh gieo xạ tổng cộng 41.696 ha lúa. Theo đánh giá của nông dân ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, vụ lúa này cơ bản được mùa. Số diện tích lúa nêu trên chủ yếu sử dụng những loại giống trung ngắn ngày có chất lượng tốt, kháng được nhiều loại sâu bệnh nguy hiểm và có tiềm năng cho năng suất cao. Theo đánh giá của nông dân ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, vụ lúa đông xuân 2023-2024 cơ bản được mùa. Bình quân mỗi sào năng suất đạt khoảng 310-350 kg lúa khô, một số vùng đạt 400-450 kg. Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Quảng Nam cho biết, trong số 41.696 ha lúa trên toàn tỉnh, đến nay nông dân đã thu hoạch hơn 25.000 ha. Theo thống kê sơ bộ, nhìn chung năng suất lúa của vụ đông xuân năm nay cao hơn cùng vụ sản xuất năm ngoái. Hiện nay, ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Nam cùng chính quyền các địa phương tập trung huy động tối đa nhân lực và phương tiện để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa. Ngay khi thu hoạch xong, nông dân liền cày phơi, ải đất để chuẩn bị triển khai gieo xạ lúa vụ hè thu 2024 vào gần cuối tháng 5 dương lịch. Tại dự án thành phần cao tốc Bắc Nam, đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh, công ty cổ phần tập đoàn Thuận An là đơn vị thi công cầu Kỳ Lộ. Trước thông tin nhà thầu này ngừng thi công một số gói thầu tại thành phố Hồ Chí Minh, chủ đầu tư đã tăng cường công tác kiểm tra giám sát hoạt động trên công trường, đồng thời khẳng định nếu có tình trạng đình trệ sẽ sẵn sàng thay thế nhà thầu để đảm bảo tiến độ cho toàn bộ dự án. Cầu Kỳ Lộ là cây cầu có quy mô lớn nhất của toàn bộ dự án cao tốc Bắc Nam. Cầu có 38 mố nhịp với tổng số vốn đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng. Hạng mục này đã được chủ đầu tư tổ chức thi công liên tục từ khi khởi công đến nay. Công ty cổ phần tập đoàn Thuận An tham gia thi công từ trụ T9 đến T26. Sau khi ông Nguyễn Duy Hưng, chủ tịch công ty cổ phần tập đoàn Thuận An bị bắt, ban điều hành gói thầu và các đơn vị liên quan thường xuyên có mặt tại công trường, động viên 150 công nhân và kỹ sư tiếp tục làm việc. Nói chung xảy ra sự cố thì cũng có một chút lo lắng, tất nhiên phải có lo lắng rồi, nhưng mà lãnh đạo thì cũng có động viên nên anh em cũng an tâm, nói chung an tâm làm việc. Tổng thể gói thầu 13XL cao tốc Bắc Nam đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh hiện nay đã đạt tiến độ với khối lượng thi công đạt 28%. Riêng khu vực cầu Kỳ Lộ do công ty cổ phần tập đoàn Thuận An thi công đã đạt 32% khối lượng xây lắp. Nhà thầu Thuận An thi công từ trụ T9 cho đến trụ T26. Và hiện tại thì ở thời điểm này thì tất cả 4 mũi của công ty đang thi công rất là rầm rộ, rất là tốt. Để tư vấn giám sát, chủ tư cũng đặc biệt quan tâm và hỗ trợ và đỡ cho nhà thầu. Ban quản lý dự án 85, chủ đầu tư dự án thành phần Quy Nhơn - Chí Thạnh khẳng định hoạt động thi công trên công trường cao tốc Bắc Nam, khu vực cầu Kỳ Lộ vẫn diễn ra bình thường. Phía công ty cổ phần tập đoàn Thuận An đã có người được ủy quyền để xử lý các công việc. Chủ đầu tư sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của nhà thầu. Nếu có tình trạng đình trệ thì sẵn sàng thay thế nhà thầu để đảm bảo tiến độ cho toàn dự án. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, quý 1 năm 2024, tình hình giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh có nhiều tín hiệu khả quan, đạt khoảng 20%. Tuy nhiên, tỉnh có 4 dự án đầu tư trọng điểm do Sở Giao thông Vận tải và Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum làm chủ đầu tư đang gặp khó khăn trong việc triển khai vì Ủy ban Nhân dân thành phố Kon Tum chưa ban hành giá đất cụ thể.
Đây là dự án xây dựng cầu và đường hai đầu cầu từ bến du lịch xã Ia Chim, thành phố Kon Tum, tỉnh lộ 671 đến đường giao thông kết nối với tỉnh lộ 675A do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kon Tum làm chủ đầu tư. Dự án mới giải ngân được 252 triệu đồng trong tổng số 65 tỷ đồng nguồn vốn năm 2024 để thi công một số hạng mục bên phía huyện Sa Thầy. Nguyên nhân là từ tháng 5 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum vẫn chưa ban hành giá đất cụ thể. Về cái vấn đề xác định giá đất cụ thể, về nguyên nhân khó khăn thì nó có rất là nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là về nguyên nhân về thẩm quyền. Thứ hai là nguyên nhân về nguồn vốn. Về thứ ba là nguyên nhân về thay đổi các cái chính sách về văn bản quy phạm pháp luật. Ngoài dự án trên, thành phố Kon Tum vẫn còn nhiều dự án trọng điểm khác như dự án nâng cấp mở rộng đường Đồng Nai, dự án đường trục chính phía tây thành phố Kon Tum, dự án bệnh viện y học cổ truyền, dự án đường Trường Chinh và dự án kè chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đắk Pla trên địa bàn thành phố Kon Tum, vướng do chưa có giá đất cụ thể. Trong tháng 4 này, chúng tôi đã trình hội đồng thẩm định giá đất của thành phố hai cái dự án rồi. Thứ nhất là cái dự án kè chống sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số. Cái thứ hai là cái dự án của bệnh viện y học cổ truyền, riêng cái đường Trường Chinh và cái đường trục chính tây. Thì chúng tôi sẽ trình hội đồng thẩm định giá đất cụ thể của thành phố trong từ nay đến ngày 15 tháng 5 năm 2024 và tiếp tục sẽ thực hiện ưu tiên từng bước của các cái dự án tiếp theo trong thời gian tới. Việc sớm ban hành giá đất cụ thể là điều rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay khi các dự án trọng điểm đang bước vào giai đoạn nước rút để có thể hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra. Và nếu không hoàn thành, các dự án sẽ buộc phải trả vốn, chủ đầu tư sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm dù lỗi không phải thuộc về mình. Nhằm hỗ trợ cho các hộ nghèo có sinh kế lâu dài để thoát nghèo bền vững, từ năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên đã triển khai thực hiện dự án hỗ trợ nuôi bò sinh sản tại các xã của huyện miền núi Đồng Xuân. Dự án này đã đem lại hiệu quả tích cực, hỗ trợ nhiều hộ nghèo và cận nghèo, mở rộng chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình. Năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên triển khai thực hiện dự án hỗ trợ nuôi bò sinh sản tại xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân. Tổng cộng có 23 hộ dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn đã được hỗ trợ mua 23 con bò giống với số tiền 14,7 triệu đồng mỗi hộ. Tổng số tiền thực hiện là 338,1 triệu đồng. Sau thời gian 3 năm, số bò giống còn lại là 22 con, trong đó có 16 con đã sinh sản từ 1 đến 2 lần, với tổng cộng 24 bê con. Con đây tháng 4 đẻ rồi, còn con đây là mới đẻ con đấy. Rồi con bán trước rồi về trả nhà nước rồi, thì lấy được con mẹ đây, rồi lấy được mấy con đây. Đánh giá được hiệu quả bước đầu, năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên quyết định tiếp tục triển khai thực hiện tại xã Xuân Lãnh với 14 hộ dân được thụ hưởng. Cách làm là người dân được chọn bò giống theo nguyện vọng và được hỗ trợ kinh phí mua. Sau thời gian nuôi, các địa phương tiến hành thu hồi vốn để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục hỗ trợ người dân ở địa phương khác. Khi mà mình xét hỗ trợ là thôn mà xét mà đăng ký hộ dân tham gia dự án thì mình cũng phải xét đúng đối tượng và thực sự lựa chọn cái hộ mà người ta có cái nguyện vọng, người ta muốn thoát được cái nghèo, người ta muốn thoát được cái cận nghèo, người ta có cái ý chí chăn nuôi sau này mục đích làm sao để vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế hộ gia đình. Mục tiêu đặt ra thì để hỗ trợ cái nguồn vốn cho các cái hộ gia đình, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các cái hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để có nguồn vốn thoát nghèo một cách bền vững. Và một cái mục tiêu đặt ra của cái dự án nữa là ứng dụng khoa học công nghệ vào cái chăn nuôi để cho người dân thay đổi cái phương thức sản xuất, tập trung cho cái việc mà chăn nuôi có khoa học kỹ thuật. Với tinh thần trao cần câu không trao con cá, dự án này đã giúp cho nhiều hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững bằng chính sự nỗ lực của bản thân mình. Chuyên mục thông tin kết nối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và chúng tôi cũng chân thành cảm ơn Bằng Thạch Riverside Hotel and Resort đã đồng hành cùng chương trình. Thân ái kính chào tạm biệt.